Hello Trâm Lê. Ghé được con Duy ơi. Ghế sao anh Thuận? Đẹp mà ngồi êm, nằm thì như là nằm giường của khách sạn luôn anh. Có gói rồi nha anh. Chi tiết inox. Ngồi cũng như nằm luôn, rất thoải mái.
nhìn xa hay nhìn gần gì nó cũng rất là bề thế nha. Rồi, trên ghế nó có thêm cái biểu tượng của Land Decor. Rồi, xin chào tất cả anh em Eber nha.